Xin mời các bạn nghe tiếp phóng sự Huyền thoại Hang Tám Cô và những chuyện đau lòng của tác giả Nguyễn Thế Tường, Facebook Tường Nguyễn Thế, trong cuốn Khai quật Hang Tám Cô, bức thư gửi người đã chết, nhà xuất bản Hội Nhà văn năm 2001. Phần 2. Trước hương hồn liệt sĩ vô danh. Không, các bạn không phải là liệt sĩ vô danh. Các bạn là 6 đoàn viên thanh niên xung phong, có tên tuổi, quê quán, có lý lịch trích ngang hẳn hoi. Quê Hoàng Hóa, sinh năm 1951, 52, 53, 54. Dù người ta có nhẫn tâm đốt đi, phi tang đi những di vật để lấp liếm những việc làm sai trái đã rồi, thì tên tuổi các bạn vẫn gắn với phần cốt tủy còn nằm lại trên đất quê chúng tôi. Di hài các bạn chưa về đến quê hương, các bạn vẫn nằm đó, nơi góc xa nghĩa trang Thọ Lộc với cái tên chung, liệt sĩ đưa từ đường 20 về. Ngày 14 tháng 3 năm 1996, ông đại diện Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Bình ký với ông đại diện Sở Lao động Thương binh Xã hội bản hợp đồng về việc khảo sát, khai quật, tìm hài cốt liệt sĩ ở hang đá, km 16 đường 20. Ước tính chi phí 75 triệu đồng. Và người ta đã làm gì? Ngày 22 tháng 3 năm 96, nổ quả mìn đầu tiên khởi công. Ngày 12 tháng 5 năm 96, phát hiện hài cốt, một bộ nguyên và một cụm xương. Bộ nguyên được xác định là di hài anh Hoàng Văn Vụ, cụm xương còn lại chia thành 7 phần. Ngày 4 tháng 6 năm 96, lễ bàn giao di hài 8 liệt sĩ về quê. Cuộc tìm kiếm hài cốt liệt sĩ ở hang đá km 16 đường 20 coi như hoàn tất, sẽ có báo cáo kết quả, thành tích, thậm chí có liên hoan tuyên dương công trạng, vỗ tay, nếu như không có chuyện tiếp theo sau đây. Người ta tiếp tục xây dựng bia tưởng niệm các liệt sĩ nói trên. Ngày 3 tháng 8 năm 1996 và các ngày tiếp theo, công nhân xây dựng đã phát hiện thêm 6 bộ hài cốt nữa. Báo cáo kết quả thanh tra giải quyết đơn tố cáo về việc cất bốc 8 hài cốt thanh niên xung phong tại hang đá km 16 đường 20 do trưởng đoàn thanh tra tỉnh Nguyễn Văn Hộ ký ngày 26 tháng 10 năm 96 nêu rõ. Qua bản tường trình của một số nhân chứng và băng ghi hình ở Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Bình ghi được ngày 15 tháng 5 năm 96 cho thấy bộ hài cốt nguyên tìm được đầu tiên đã được cất bốc và gói riêng thành một gói. Phần cụm xương chỉ có một chi tiết nhỏ, chỉ có một số chi tiết nhỏ, xương vụn, một ít răng, mấy sợi tóc dài lẫn với đất đen. Số này được chia tách thành 7 hài cốt. Việc khai quật tìm kiếm hài cốt liệt sĩ không có biên bản nghiệm thu quá trình thi công, không có biên bản nghiệm thu tại chỗ về hiện trạng chi tiết các bộ hài cốt tìm được để làm cơ sở cho việc bàn giao. Chưa thực hiện đúng quy trình về việc quy tập mộ liệt sĩ, vi phạm điều 2 chỉ thị số 03 ngày 11 tháng 7 năm 1992 của Bộ Lao động Thương binh Xã hội. Về việc tìm được 6 bộ hài cốt trong khi xây bia tưởng niệm qua xác minh như sau. Ngày 28 tháng 7 năm 96, khi phát hiện được 2 bộ đầu trong số 6 bộ, thợ xây dựng báo về Sở Lao động Thương binh Xã hội. Ngày 30 tháng 7 năm 96, đồng chí Thắng và đồng chí Thanh, cán bộ của sở, trực tiếp lên đưa 2 bộ hài cốt này về nghĩa trang Thọ Lộc, thuê người chôn thành 2 ngôi mộ tượng trưng có tên là Nguyễn Thị Huệ và Lê Thị Mai. 2 liệt sĩ này có tên trong danh sách 8 người. Chiều ngày 30 tháng 7, thợ xây phát hiện 4 bộ nữa. 2 ngày sau, mùng 2 tháng 8 năm 96, Thắng và Thanh mới lên nhận tiếp 4 bộ mang về nghĩa trang Thọ Lộc. Sáng ngày 3 tháng 8 năm 96, an táng thành 4 mộ, thuê người đào lấy 2 cốt đã chôn cách đó mấy ngày,
chôn lại thành một dãy 6 mộ vô danh với dòng chữ mộ liệt sĩ hy sinh trong sự nghiệp chống Mỹ, đưa về, đưa từ đường 20 về. Việc phát hiện và cất bốc 6 bộ hài cốt, Sở Lao động Thương binh Xã hội đã không lập được biên bản tại chỗ về hiện trạng chi tiết các bộ hài cốt để bàn giao. Đưa hài cốt về không thông báo với chính quyền sở tại, người quản trang cũng không biết, thuê cá nhân khai quật mộ mới chôn để an táng lại. Đây thể hiện việc làm không bình thường, tùy tiện, thiếu khách quan, vi phạm nguyên tắc quản lý nhà nước về mộ và nghĩa trang liệt sĩ. Một buổi chiều cuối tháng 10 năm 1996, chúng tôi tìm đến nghĩa trang Thọ Lộc. Để ý một chút, khách đi tàu Thống Nhất Bắc Nam sẽ nhận ra cái tên quen thuộc này gắn trên một ga nhỏ cách Đồng Hới chừng 20 km về phía Bắc. Vâng, nghĩa trang nằm cách đường tàu Bắc Nam vẻn vẹn 30 mét, tọa trên một đồi thông đẹp. Đường lên Thọ Lộc rộng mở đón du khách lên Động Phong Nha, một thắng cảnh nổi tiếng. Cả đường bộ, đường sắt đều thông. Vậy mà cả 6 liệt sĩ, 6 người anh hùng đều phải nằm lại đây, vô danh. Thoạt đầu chúng tôi không làm sao tìm họ được giữa gần 1.000 ngôi mộ. Trời càng chiều, sương xuống ớn lạnh. Có người bàn nên thắp hương khấn, có người lục lại tờ báo, người bảo vệ công lý, dò tìm. Cuối cùng cả bọn đi về phía ba cây thông lớn ở góc nghĩa trang và dừng lại trước 6 ngôi mộ vô danh. Liệt sĩ hy sinh trong chống Mỹ cứu nước đưa từ đường 20 về. Ơ hay, sao lại thành vô danh? Trong số này ít nhất có một liệt sĩ đã được xác định, đó là Lê Thị Lương. Tường trình của những người thợ xây rất rõ. Khoảng 14 giờ ngày cùng ngày, anh em tiếp tục đào được một bộ hài cốt nữa. Cạnh xương sườn có cái túi ni lông to màu xanh. Trong bao có 2 cái lược, 2 cái bút máy Trường Sơn, 3 cái quần lót phụ nữ, 3 chéo dù pháo sáng màu trắng, mấy cái vòng đeo tay, 1 cái ca làm bằng ống pháo sáng có đề 7 chữ. Kỷ niệm tặng em Lê Thị Lương. Không phải chỉ mình Lương có di vật, nhiều hài cốt khác cũng có di vật như ví da, bình tông, kíp mìn, dây cháy chậm, bát ăn cơm, dây đồng hồ, vân vân. Hôm sau có 5 người đem theo ni lông lên để gói hài cốt. 5 người này là ai? Họ đã cất biến phi tang đi những di vật vì mục đích gì? Với cơ quan pháp luật, tìm được những câu hỏi trả lời loại này chắc chắn không khó. Trong số người đến bốc hài cốt có một ông tên Thắng, lần nào cũng có mặt. Vì họ không giới thiệu nên không biết có những cơ quan nào. Khi ra về, họ còn dọa, chuyện đâu bỏ đó, cấm hé răng. Nghĩa trang này cách km 0 đường 50 chừng hơn 10 km. Dù sao các bạn cũng đã ra khỏi hang đá lạnh lẽo, đã đi được 25 km trên hành trình hồi hương nhọc nhằn. Chắc chở 25 năm để đi được chặng đường 25 km. Bây giờ, chiều nay, còn ở đây, góc nghĩa trang này. Đỉnh đồi rất nhiều thông và gió. Chỉ thông và gió cũng đủ một điệu đàn du âm hồn các liệt nữ. Sát hàng rào có nhiều cây sim và lập lòe nhiều hoa mẫu đơn đỏ như những bó nhang. Hoa này quê tôi gọi là bông trang, chuyên để thờ cúng. Và nữa, tiếng chim kêu rất nhiều, lạnh lót, vô tư. Cuộc sống dẫu vui, dẫu buồn cũng luôn sinh sôi. Chỉ có các bạn là không sống lại, không sinh sôi được nữa. Xin các bạn chờ ít nữa, như đã biết chờ suốt 25 năm. Kể từ sau tiếng gọi cuối cùng thảng thốt vọng ra, cứu chúng em với. Năm xưa, chúng tôi, những người lính quân cụ đầy mình thẳng đường 20 vượt đỉnh Trường Sơn vào Nam đánh giặc, đã không làm gì được để cứu các bạn. Và bây giờ cũng chưa biết bằng con đường nào ngắn nhất để trả lại tên để cùng các bạn về
quê hương xứ Thanh. Vâng, nếu không có sự tắc trách của những cán bộ ngành lao động thương binh xã hội Quảng Bình, nếu những người lính trẻ đoàn 589 đơn vị thi công kiên nhẫn thêm một chút, nếu nhiều lắm, nếu năm xưa quả núi nhỏ ấy không rớt xuống chắn mất cửa hang và các bạn không chết, bây giờ các bạn đã bước vào tuổi 46-47, con đầu của các bạn chắc đã lập nghiệp. Cứ cho là sau năm 75, các bạn chờ thêm vài tháng nữa để hoàn tất giấy tờ giải ngũ, đầu năm 76 xây dựng gia đình, rồi thì tay bồng tay mang, rồi thì một cây cù mộc đầy sân quế hòe. Và đứa thứ hai, nay vào tuổi 19, tốt nghiệp lớp 12, vào một trường chuyên nghiệp nào đó, trường Đại học Hồng Đức chẳng hạn, có thể chúng ta gặp nhau ở ngay trường ấy. Và cơ may, con chúng ta cùng học một lớp, quen nhau, yêu nhau, chúng ta thành xui ra. Một lần nào đó, trong vị nồng của miếng trầu, bạn sẽ nhận nha. Gì chứ Quảng Bình thì chúng tôi quen lắm. Hồi chiến tranh suốt từ năm 71 tới khi thắng lợi, tôi trụ mãi ở đường 20, chỗ động Phong Nha đi lên ấy. Hồi ấy, vâng, hồi ấy mọi người sống đẹp lắm. Mọi người sống vì nhau và vì một chân lý lớn, độc lập, tự do. Còn bây giờ, đồng tiền và bao lực hấp dẫn vật chất khiến con người tha hóa đi, liều lĩnh hơn. Nhưng tha hóa đến như việc làm sau đây của một số người có trách nhiệm thì thật không tha thứ được. Sau khi thấy việc làm cẩu thả trong quá trình cất bốc mộ liệt sĩ có cơ bị lộ tẩy bởi việc phát hiện thêm 6 bộ hài cốt còn lại, người ta bèn cố ý phi tang những di vật của liệt sĩ, mang hài cốt về chôn có ý giấu giếm ở Thọ Lộc. Rồi người ta đi tìm một cái dữ kiện để biện minh cho sự hiện hữu của 6 bộ hài cốt trong hang. Bỗng nhiên người ta công bố một danh sách 5 chiến sĩ pháo binh cũng hy sinh ngày 11, ngày 14 tháng 11 năm 72 tại hang đá. Ngõ hầu đánh lừa dư luận rằng số hài cốt tìm được không phải của chị em thanh niên xung phong mà là của chiến sĩ pháo binh. Sự việc này đi liền với việc họ cất giấu phi tang di vật mà công nhân xây dựng đào được. Ban thanh tra đã thẩm tra nhiều tài liệu, gặp gỡ nhiều nhân chứng như ông Mai Duy Phúc và những người từng công tác ở ban 67 để khẳng định trong hang đá km 16 đường 20 chỉ có hài cốt của 8 thanh niên xung phong. Việc tung lượng thông tin có các liệt sĩ pháo binh khác là có dụng ý không bình thường nhằm lấp liếm sự thật. Báo cáo thanh tra viết 6 chiến sĩ pháo binh hy sinh ở đường 20 theo hồ sơ gốc tại Bộ Tư lệnh Pháo binh thì có 4 đồng chí hy sinh ngày 26 tháng 11 năm 71, 2 đồng chí hy sinh ngày 16 tháng 11 năm 72. Theo đính chính của Trung tá Vương Hữu Phú, trưởng ban chính sách của Bộ Tư lệnh Pháo binh, thì việc xác nhận ngày hy sinh là 14 tháng 11 năm 72 của 6 quân nhân này khác với hồ sơ gốc là do yêu cầu của ông Hoàng Xuân Phái, chuyên viên chính của Bộ Lao động Thương binh Xã hội. Có lẽ cũng không bình luận gì thêm. Sâu chuỗi các sự kiện đã có thể giúp độc giả tự bình luận. Chỉ xin nêu nguyên văn kết luận của đoàn thanh tra. Việc tìm kiếm hài cốt liệt sĩ là một chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước, nhưng Sở Lao động Thương binh Xã hội thực hiện chưa nghiêm túc. Khi phát hiện thêm 6 bộ hài cốt sau này đã không báo cáo lãnh đạo tỉnh để thỉnh thị xin ý kiến chỉ đạo, mà tự ý giải quyết một cách vội vàng, lúng túng, không bình thường, dẫn đến sự việc xảy ra hậu quả nghiêm trọng. Những thiếu sót sai phạm trên, ngày 25 tháng 10 năm 96, đoàn thanh tra của tỉnh đã làm việc với đồng chí Trần Xuân Ái, Giám đốc Sở Lao động Thương binh Xã hội. Đồng chí đã thừa nhận, có biên bản kèm theo. Trách nhiệm này thuộc về lãnh đạo Sở Lao động Thương binh Xã hội, mà trước hết là đồng chí Giám đốc Sở Trần Xuân Ái. Liên đới chịu trách nhiệm là các cán bộ thi hành nhiệm vụ. Trong phần kiến nghị của đoàn thanh tra, có việc đề nghị kiểm điểm và kỷ luật những sai phạm của Sở Lao động Thương binh Xã hội và các cá nhân liên quan.
Kỷ luật như thế nào thì phần cuối phóng sự này chúng tôi sẽ thông báo. Có việc đề nghị Bộ Chỉ huy quân sự kiểm điểm, có việc chấn chỉnh công tác quản lý nhà nước về mộ và nghĩa trang liệt sĩ. Nhưng điều kiến nghị mà người viết quan tâm nhất là đề nghị lãnh đạo tỉnh có biện pháp để giải quyết tổ chức bàn giao tiếp hài cốt về đúng địa chỉ cho các thân nhân liệt sĩ. Bản báo cáo thanh tra này được ký ngày 26 tháng 10 năm 1996, cách đây đúng 2 năm. Nói đúng hơn là cách cái ngày nhóm phóng viên chúng tôi lên nghĩa trang Thọ Lộc, Bố Trạch, Quảng Bình thắp hương viếng mộ 6 liệt sĩ, đưa từ đường 20 về đúng 2 năm, 26 tháng 10 năm 1998. Vẫn biết những người phạm đến 3 lần sai lầm trên đây, những kẻ đang tâm lừa dối cả những hư hồn liệt sĩ hiện nay vẫn chưa bị xử lý. Nhưng cuộc sống vẫn còn nhiều người, rất nhiều người nhân hậu nghĩa tình như nhân dân quanh vùng nghĩa trang Thọ Lộc đang thường xuyên hương khói các phần mộ. Những người thợ xây đã cẩn trọng thu nhặt di hài các liệt sĩ. Vẫn biết với năng lượng tâm linh, các bạn đủ sức để bắt những kẻ bất nhân phải trả giá. Nhưng xin các bạn đừng vội xuống tay. Trần gian này, pháp luật vẫn còn mạnh. Trong khi chờ đợi, cho phép tôi được mang tin về quê các bạn, về với thầy U, với mẹ, với bầm, với anh chị em, với bờ tre ruộng lúa hoàng hóa bên bờ sông Mã. Hết phần 2, cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái, chào các bạn.